Xin chào cô chú anh chị ha. Thì buổi chiều hôm nay thì có lên hai bộ mẹ con cái trá rẻ nhau chú anh chị. Anh chị mình nhớ xem hết video nha. Bây giờ em sẽ quay về bộ mẹ con cái đầu tiên nha anh chị. Đó. Cái con bò cái mẹ này em kiểm tra về phần sáng mặt nè, sáu lưng nó thì nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Hang, mông, đùi, kệ đuôi nha anh chị. Hoa hang. Bò này thì bốn vú đều anh chị, vàng rúng nghiêm chỉnh ha. Con bò này thì theo quan sát của em á thì em thấy là nó có một điểm len, một đường len nha anh chị, nó nằm ngay hai giữa trước anh chị ha. Đó, nó có len miếng nhau chỗ anh chị. Còn về bốn vàng giò nó thì em quan sát kiểm tra rồi thì bò này chân móng hoàn thiện ha, đi đứng hoàn thiện, chân móng sò trước sau gọn gàng bò nhau chỗ anh chị. Cái con bò cái mẹ này thì chiều cao thì em đo ngay sáu lưng của nó thì nó cao là 1m23 bò nha anh chị. Về cái làn da cái con bò mẹ này thì lông da láng nha anh chị, đỏ mặt ha. Đó, chiều cao 1m23, bò mẹ dài đòn nhau chỗ anh chị. Hiện tại cái con bò cái mẹ này thì nó đang gom con là con bò cái xin là lứa 3 nha anh chị. Thì chủ trước anh có nói với em thì cái con bò cái mẹ này thì anh đã cho gác nọc là nọc xin nha anh chị. Tính đến bữa nay là được 2 tháng 03 ngày rồi nhau chỗ anh chị. Thì về cô chú chị mình đem bò về nuôi thì mình theo dõi lại giúp em nhau chỗ anh chị. Thì hôm nay thì buổi chiều thì em có lên cho anh chị là hai bò mẹ con cái hết nhau chỗ anh chị. Đó thì hai bò mẹ con này giá cước rất là rẻ nha. Nên là cô chú chị mình nhớ là theo dõi hết cái video này để chúng ta là sở hữu được một trong hai bò mẹ con này nha cô chú anh chị. Và để tiếp theo thì em sẽ quay cho anh chị mình coi ha, về cái con bò cái sinh con nó như thế nào nha cô chú anh chị. Đó, bây giờ em sẽ sang máy qua cho anh chị mình coi nha. Đó, đây là con bò cái sinh nó nha anh chị, là cái con nha. Con bò cái con này thì nói chung là nghiêm chỉnh hết nhau chú anh chị. Đó, sái mặt sái lưng là nghiêm chỉnh ha, rúng quém nè, chân móng trước sau thì hoàn thiện ha. Thì cái con bò cái sinh con này thì nó cũng có lan biến ngay giữa hai đầu trước một đường nha anh chị, mẹ con nó đều có lan ha. Đó, cái con bò cái sinh con này thì nó gần 5 tháng bò rồi nha anh chị, gần 5 tháng bò rồi nha. Lông da nó thì lông da sát nha anh chị, đỏ mặt ha. Đó, lông da láng nhau chú anh chị. Về chiều cao của con bò cái sinh con này thì em lấy thước em đo ngay sáu lưng của nó nha anh chị. Thì nó cao là 1m01 bò nha. Nó gần 5 tháng bò rồi nha anh chị. Cái ngoa đen thui ha, to giống mẹ nha anh chị. Hai bên da nó anh chị mình quan sát cái màn hình em quay thì anh chị mình cũng thấy rõ rồi nha anh chị. Lông da đẹp nha. Đó thì cái bò mẹ con cái sinh đầu tiên này thì anh chủ nhà ngày hôm nay muốn ra đi và muốn bán về cho bà con gần xa nha. Với mức giá là 24.500.000 nhau chú anh chị. 24.500.000 cho cái bò mẹ con cái đầu tiên này ha. Thì cái bò mẹ con này thì em bán về cho anh chị là em bao lồi lú cho anh chị là 5 tháng luôn nhau chú anh chị. Bao cho anh chị hoàn thiện hết nha. Bao lồi lú là 5 tháng hoàn thiện hết. Rồi cô chú anh chị mình muốn sở hữu ngay cái bò mẹ con cái đầu tiên này với mức giá là 24.500.000. Anh chị mình cứ liên hệ với em để mình chốt ngay cái bò mẹ con này liền tay nha anh chị. Bây giờ em sẽ sang máy qua bò mẹ con cái số 2 nha. Con bò mẹ số 2 này thì sáng mặt, sáng lưng nó là nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Còn đây là phần mông và đùi nha anh chị. Bò này thì ngoa đen, kệ đuôi lớn nha. Dưới đây nó vàng rúng nè, phần vú nha anh chị. Và bốn vàng chân trước sau nó thì tất cả là nghiêm chỉnh nha, hoàn thiện. Bốn vàng chân nó đều là chân móng sò nhau chú anh chị. Đuôi dài, đó đuôi rất là dài nha anh chị. Con bò mẹ này anh chị mình quan sát cái dàn mái em quay nè. Con bò mẹ này thì có hai chả trắng ngay chỗ trước anh chị mình thấy rồi ha. Đó, nó chỉ có hai giò trắng, nó thì có lan chả tí nhau chỗ gì. Về chiều cao thì con bò cái mẹ này nó rất là to và bự ha. Chiều cao thì em lấy thước em đo ngay sáu lưng của nó thì nó cao là 1m3 bò nha anh chị, rất là to nha. Mà cái con bò cái mẹ này thì anh chị mình thấy ha, cái khung tàn rất là lớn nha anh chị, xương sóc kỳ rất là mầm luôn. Và cái cặp mình nó vậy ha, nó có bị ngang nhau chỗ gì. Cái con bò cái mẹ này về anh chị mình chăm sóc kỹ á, nó mập ra anh chị. Đó, mình dưỡng bò thêm á thì nó rất là tàn sát nha anh chị, thùng dậu rất là to nha. Và cái con bò cái mẹ này á thì hiện tại luôn thì nó đang gom con là con bò cái sinh luôn nha anh chị, là đang lứa 2 nha. Đó, đang gom con là lứa 2 thì con nó thì được 2 tháng bò rồi nha cô chú anh chị. Hang hoàn toàn là nghiêm chỉnh nha. Đó, cái con bò cái mẹ này thì anh chủ nhà có nói với em thì nó cũng đã gượng gượng lên giống rồi. Mà anh chủ nhà thì thấy cái con bò con thì vẫn còn nhỏ nha anh chị, nên là anh chưa có bơm lại ha. Thì giờ anh chị mình muốn cấy lại bộ gì thì tầm khoảng vài bữa nữa thì nó sẽ lên giống lại á. Thì mình theo dõi lại giúp em và mình cho cấy hay mình gắt nọc gì cũng được hết nha cô chú anh chị. Đó, bò này thì nó đã có dấu hiệu là lên giống rồi nha anh chị, nó gượng gượng rồi nha. Đó, chiều cao em xin nhắc lại là con bò mẹ này nó cao là 1m3 nha, làm đo ngay sáu lưng nó hoàn toàn là nghiêm chỉnh hết nhau của chú anh chị. Hang đen gom con là con bò cái luôn nha anh chị. Bây giờ em sẽ sang máy qua cho anh chị mình coi nè, cái con bò cái con nè. Cái con bò cái con này anh chị ha, nó rất là ú mời nha anh chị, rất là mập bò ha, gần 2 tháng bò ở nhau chú anh chị. Hang đầu trụi, sáng mặt sáu lưng là nghiêm chỉnh,
chân móng trước sau nó thì hoàn toàn là nghiêm chỉnh rồi ha, y như là con bò mẹ luôn chị, chân móng sò nha chị ha. Cái con bò cái sinh con này á thì lông da nó thì lông da đỏ mặt nha chị, màu đậm ha, không có len giá nha cô chú anh chị, rúng bím rất là đẹp nha chị, đầy đủ ha. Đó thì em sẽ báo giá nhanh cho anh chị luôn ha, là cái bò mẹ con cái sinh số 2 này á thì anh chủ nhà muốn ra đi với mức giá là 29.500.000 đó, 29.500.000 cho cái bò mẹ con cái số 2 này đó. Thì cô chú chị mình á mà muốn sở hữu ngay một trong hai bò mẹ con này thì cô chú chị mình cứ liên hệ với em ha. Thì anh chủ nhà có nói với em á, thì nếu như mà anh chị mình muốn sở hữu hết luôn hai bò mẹ con này đồng thời á, là anh chị mua hết luôn á, thì anh sẽ bán mức giá là 53 triệu, và anh sẽ bao xe cho anh chị mình trong phạm vi là 100 cây số nha chị. Những anh chị mình gần xa nè và mình đang cần hai bò mẹ con này, vốn ít tiền thế này mà mua được 4 con bò cái luôn nha chị, mình đem về mình gầy giống ra ha, mình không cần phải mà mua giống nữa, thì anh chị mình cứ liên hệ cho em ha. 53 triệu bao xe 100 cây đó. Cô chú anh chị mình cần xa đang sẽ muốn sở hữu được hết hai bò mẹ con này, cứ nhanh tay gọi trực tiếp ngay cho em nhau chú chị. Và bây giờ em cũng xin kết thúc cái chương trình của em vào buổi chiều hôm nay nha cô chú anh chị.